Rồi chào anh em, em mới xong một máy về Phú Thọ nha anh em. Máy DC 70. Đây, chạy làm xem nha. Rồi anh khách đây nha anh em, từ xe sau vô tới nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Hôm nay em bảo dưỡng luôn nha, thì máy đang mở ra làm mấy cái khoan dần chân hộp số các thứ, số bơm là em làm miễn phí cho anh em. Đây bên tiếng nè, đây số đây. Rồi em đã xong hết hoàn toàn rồi nha, chuẩn bị lên máy về ngang nha anh em. Máy làm bảo dưỡng xong hết tất cả luôn. Ngon lắm. Rồi giờ đây em lên máy nha anh em. Đây. Xe thì có sẵn rồi nha anh em, thì cứ lên là dọt thôi. Rồi xong, cảm ơn em rất nhiều nha. Đấy, hai container chứ của máy gạch và điện thoại và tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Thế bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Trước này thì mình để một số cái máy hai máy mới 4018 của Thái một chiếc á, máy mới chậm chậm từ Thái luôn. Như là em là 4018 sẽ không có không còn nhiều lắm, 5-6 chiếc xây nè. Giờ này mấy cái máy đây mình chuẩn bị thanh lý cho nó xả hàng.